Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái mẹo nhỏ. Thì cái này thông thường các bạn link bản AutoCAD vào thì nó sẽ bị xuất hiện một cái lỗi là cái bản CAD bạn nó không thấy và nó báo là cái khoảng cách rất là xa. Thì giờ mình làm ví dụ cho bạn xem ha. Các bạn vào Insert nè, giờ mình lên CAD đi ha. Đây mình có sẵn cái bản CAD nè, thì ví dụ như các bạn gặp cái tình huống đó, ví dụ vậy đó, thì hiện tại thì mình cứ lên vô bình thường đi ha, mình lên vô thì coi nó báo cái gì đó. Nó báo cái lỗi này nè, geometry in the file nè. Thì giờ sao, bây giờ các bạn ok, yes, close rồi, cũng không biết là nó như thế nào luôn. Quét tìm đúng không, tìm đó, cái cách của mình này không, mới đầu mình là ví dụ bạn không biết nè, đó các bạn nhìn cái bạn ron chuột rồi chắc có thể là tìm được nó, không thấy luôn, rồi cuối cùng là không biết nó nằm đâu luôn đó. Thì thôi bây giờ là Ctrl Z lại đi. Bây giờ thì giải quyết cái chuyện này như thế nào, các bạn sẽ mở CAD lên đúng không, bạn sẽ mở cái file đó lên, mở cái file này nè, đó, đó thì bạn open đó, thì mở cái file đó lên luôn đi. Thì mở cái file lên thì mình sẽ giải quyết á, các bạn quét cái file này á, bạn cần cho Ctrl C nè, đó, bạn mở ra một cái file mới ha, một cái file mới, đó. Cách giải quyết là một cái file mới, xong bạn cần Ctrl V vô, bạn bấm 0, 7, 0 cho nó vô điểm gốc, bằng Z, A, đó, là zoom á, Z, space, xong bấm chữ A, Z một cái, space, bấm chữ A, space, để cho nó zoom ha, zoom fit á, rồi có thể bằng per đó, per nó thì kia, có thể nó còn mấy cái block này nọ, tùm lum thứ trọng á, nên nó lên vô, nó báo lỗi, đúng không, rồi bây giờ thí dụ như xong rồi các bạn cần cho S, bằng save, thì đây mình save sẵn là một test ha, mình save rồi thì bây giờ mình sẽ thoát luôn. Thì giờ mình sẽ tắt, mình sẽ bắt đầu insert link CAD vào một test không. Đây các bạn có thể để mm nè, các bạn có thể để center to center rồi ha, các bạn open cũng báo đúng không, nhưng mà cái này chỗ này các bạn bấm escape nè, đó nó vô ha, đó thì nó vô rồi đó. Bây giờ bạn chạm được nó nè, đó bạn đụng được nó nè, query nè, bạn tìm cái layer của nó được nè, thấy không, cái layer gì nè, đó đó là cái cách mà mình xử lý cái tình huống này như một cái mẹo nhỏ thôi ha. Rồi chúc các bạn một ngày mới tốt lành, cảm ơn các bạn đã theo dõi.